Lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con, buổi sáng hôm nay chúng con cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng con một thời tiết rất là tốt. Và đặc biệt nữa, sáng hôm nay chúng con có cơ hội đến đây để chúng con thờ phượng Chúa và chúng con có cái lễ tưởng niệm Chúa Phạm Hữu Duyệt là một con cái yêu dấu của Chúa đã được Chúa rước về ở bên cạnh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con sẽ hành lễ phát tang, nguyện xin Đức Thánh Linh Ngài Đấng đang ở giữa chúng con, xin Chúa đại diện trong mọi chúng con và cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, sự chúc phúc của Chúa trong chương trình này. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân Chúa Jesus Christ. Amen. Sự bình an mà Ta ban cho tâm hồn, Ta bình an mà trên trời mặt trời, lòng tươi vui lòng an bình có thể có trong người, sống vui mừng sống. Ở trong Kinh Thánh thì có chỗ nhắc đến cái nghi thức lễ phát tang và phong tục tập quán của người Việt Nam cũng có nghi thức để tang, để tưởng nhớ đến người thân đã qua đời. Cái hình ảnh mặc áo tang hay là mang tang hay là đeo tang cho người qua đời là một cái hình ảnh rất là đẹp. Có gia đình thì để tang người thân qua đời trong một năm, có người thì yêu thương người quá cố thì 2 năm hoặc là 3 năm. Nhưng trong đám tang ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu theo nghi thức của đạo Tin Lành thì thường sau buổi lễ tang an táng thì gia đình và người thân có quyền xả tang luôn ở tại phần mộ để vào cái quan tài tùy theo gia đình quyết định buổi sáng hôm nay. Khi chúng ta mang tang những cái khăn tang này, những người còn sống có mối liên kết trong tình yêu thương, luôn tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa và hướng về Chúa là đấng độc nhất có thể cứu con người khỏi tội lỗi, sự chết và dẫn đưa con người đến sự sống muôn đời. Lạy của Chúa do chúng con trong thời gian này, chúng con cầu nguyện cho bà Hoa Phụ Phạm Hữu Diệp và tan biến trong sự đau buồn mất mát. Ông Phạm Hữu Diệp đã yên nghỉ nơi nước của Chúa theo thánh ý của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài là đấng lau ráo hết nước mắt, Ngài gịch lại tấm lòng mất mát của chúng con và cho chúng con một hy vọng Ngài Chúa quan lâm, Ngài sẽ kêu người chết sống lại trước hết và Ngài sẽ ban cho ông Phạm Hữu Diệp có một thân thể vinh hiển giống như Chúa Giêsu phục sinh và đùng cùng cất lên trong cung gặp chúng con, nơi Chúa sẽ ban cho chúng con ở với Chúa trên thiên đàng đời đời. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ban phước cho thì giờ phát tang cũng như thời giờ hành lễ an táng được vinh hiển danh Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
ta sẽ bắt đầu cái chương trình mà lễ tưởng niệm và lễ an táng cho ông Nguyễn Việt trong một chỗ hàng người hướng dẫn chương trình là ông Nguyễn Việt. So we can start the memorial service right now and Mr. Nguyễn Việt Cao. Dạ, kính chào mục sư Cho Hùng, kính chào mục sư Nguyễn Thọ Hâm và kính chào mục sư Châu Anh An Phước. Kính thưa gia đình Tam Quyến, kính thưa Tam Thủy, quý vị quan khách có mặt trong thính đường hôm nay. Kính thưa quý vị, ai trong chúng ta lại không có một lần đau buồn, thương tiếc, khóc để tiễn đưa người thân thương của chúng ta ra đi về miền viễn, về cõi vĩnh hằng, xa trần nhân gian thế. Thưa quý vị, đời người thật vô thường, vì thế đất trời có sinh thì ắt có tử. Đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa. Phàm làm kiếp con người có tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Đứng trước sự mất mát lớn lao vô vàn của gia đình họ Phàm, với sự hiện diện của quý vị, hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 13 tháng 2 năm Giáp Thìn, gia đình Tăng Gia Bà Quả Phụ Phạm Hữu Diệp, nhũ danh Nguyễn Thị Ngọc Diệp cùng toàn thể Tam Quyến tổ chức tang lễ tưởng niệm niên trưởng Trung tá Phạm Hữu Diệp. Để cho chương trình được bắt đầu, tôi xin trân trọng giới thiệu Phạm Hữu Hưng Viên là con trai trưởng đại diện Tăng Gia có đôi lời cùng quý vị trong ngày lễ trọng đại này. Xin trân trọng kính mời cháu Phạm Hữu Hưng Viên. Ladies and gentlemen, esteemed guests, friends and family, good morning. I am Hung Bien, also known as Vince, and Duyet Pham was my father. Today, as we gather to honor the memory of my dad, Duyet Hu Pham, we are overwhelmed with gratitude for each and every one of you who has come together to pay tribute to his life. Your presence here today is a testament of the love and respect you held for my father. Your support, kindness, and shared memories have been a source of comfort during this difficult time of loss. Our family would like to express our deepest appreciation for the outpouring of love and support we have received. Your words of comfort, your embraces, and your presence have meant more than words can express to us. And last but not least, we'd like to thank those of you who have helped prepare my father's memorial service today. Our family is forever grateful. Allow me to briefly share cherished memories that highlight his essence in my life. My dad embodied loyalty, generosity, hard work, humility, and a gentle spirit. He was a fixer of all things, passing on his skills to me when I was young. By the time I was 10, he had taught me to change the oil and tune up all our family cars. He started his own business called A-Team Repair, and I was his first employee. Despite my initial reluctance to join him on weekends at A-Team Repair, I now treasure the knowledge and skills imparted, which I continue to use today. He was always ready to assist family and friends. In fact, I believe he taught almost everyone in our family how to drive. My favorite memory with my dad was fishing. He loved fishing, and our shared love for fishing created timeless memories as we fished local lakes, the beaches, and even streams as far as Oregon.
we also have fond memories as a family, going camping, trips to Coyote Hills, Don Edwards, Yosemite, Lake Tahoe, and Sunset Beach in our VW bus van again. The nostalgia of these adventures live on as my dad passed down the bus that I still use today. As we gather today, I'm grateful for the invaluable time spent with my dad, the profound lessons he taught us, and the enduring love he showered upon us. May this gathering serve as a tribute to the impact he had on our lives and a celebration of the unbreakable bond we share. Thank you all. Và kính thưa quý vị, trong tình thương yêu của Thiên Chúa, Đấng cứu thế, Giêsu, tôi xin trân trọng giới thiệu Mục sư John Hùng đến từ Seattle, Washington, là chủ lễ hôm nay để thực hiện nghi thức tôn giáo. Trân trọng kính mời Mục sư John Hùng. Xin kính mời mọi người chúng ta đứng lên, chúng ta sẽ dâng chương trình này cho con. Kính lạy ba ngôi của Chúa Trời, là Thiên Phụ từ ái của chúng con, là Đấng hằng có hằng còn, là Đức Chúa Trời vĩ đại toàn năng, là Đấng đã dựng nên cả vũ trụ này, dựng nên con người chúng con và cho phép chúng con sống những năm tháng ngày ở trên đời tạm này. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa sáng hôm nay chúng con có một cái cơ hội vinh dự được hiện diện ở đây để chúng con có lễ tưởng niệm cho ông Phạm Hùng Việt, mà con thường gọi là chú Phạm Hùng Việt. Chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Cảm ơn Chúa vì cuộc đời của chú Việt đã ảnh hưởng đến chẳng những gia đình mà đến mỗi chúng con là những người thân bằng quyến thuộc ở trong gia đình của Chúa cũng như ở trong cộng đồng Việt Nam. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Đấng hằng thương xót chúng con. Nguyện xin Đức Thánh Linh là Đấng đang ở giữa chúng con. Xin Chúa đầy dẫy trong mọi tấm lòng chúng con giờ này để chương trình lễ tưởng niệm cho Chúa Việt được vinh hiển danh của Chúa, được khích lệ gia đình cũng như được an ủi mọi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Nguyện xin Chúa chúc phước cho từng tiết mục một, người hướng dẫn cũng như người chia sẻ, những gia đình tâm tình chia sẻ và thân bằng quyến thuộc nữa. Tất cả đều được sự quan phòng và sự chúc phước của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Cảm ơn Mục sư John Hùng. Và để tiếp nối chương trình, sau đây là phần đọc tiểu sử của Niên trưởng Trung tá Phạm Hữu Diên. Trân trọng kính mời ông Thái Văn Hòa cùng bà Quá Phụ Phạm Hữu Diên. May I take the little permission because of we have our children here, and Phil is a person who does not want us to be overly sad. He loves hand clapping, and he would like for all of you to relax because you are here and he's right here, and he wants us to be joyful because he made it and we still here. We gotta work and we're gonna run the race. So thank you. And so I'm gonna give a clap of hands to my husband. Mục sư John Hùng và quý vị mục sư trong Hội Thánh Tin Lành. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh, quý vị quan khách cùng quý thân hữu hiện diện, kính thưa bà quả phụ Phạm Phú Duyệt và toàn thể tăng quyến, tôi, Thái Văn Hòa, thân hữu của tăng quyến, trước hết xin trân trọng kính chào mục sư cùng toàn thể quý vị và xin long trọng tuyên đọc tiểu sử một người quá cố, ông Philippe Phạm Vũ Việt, theo sự sắp xếp của ban tổ chức tang lễ và tưởng niệm hôm nay. Kính thưa quý vị, về gia thế, ông Phạm Hữu Việt sinh ngày 20 tháng 12 năm 1931 tại Ninh Bình, Bắc Phần Việt Nam,
trong một gia đình Nho giáo có 6 anh em gồm 4 trai và 2 gái. Trong số anh em ruột thịt, người anh trai trưởng của ông là ông Phạm Hữu Huỳnh đã sớm hy sinh trong cuộc chiến, để lại vợ và 5 con nheo nhóc, nên ông Duyệt là người đã thay cha mẹ chăm sóc cho gia đình người anh và lo cho các cháu ông học ở trường quốc gia nghĩa tử trước đây, và cũng như lo cho các cháu lần lượt sau khi các cháu con của người anh được định cư tại Hoa Kỳ. Về sự nghiệp, năm 1949, trong lúc đang ở Hà Nội và sinh sống bằng nghề dạy học tư, ông Duyệt đã bị thu giữ căn cước và đưa vào trung tâm tuyển mộ nhập ngũ vì đang ở tuổi 18, là tuổi bị động viên nhập ngũ. Và cũng kể từ thời gian này, ông Phạm Hữu Duyệt đã gắn liền với cuộc đời quân ngũ cho đến khi được chuyển vào Nam và được cử theo học trường võ bì quốc gia Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, ông được phân bổ phục vụ trong ngành công binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vùng hoạt động của đơn vị ông phần lớn là ở Đà Nẵng, quân khu 1 và Bình Dương thuộc quân khu 3. Trong suốt 26 năm chiến đấu để bảo vệ đất nước và đồng bào, ông Phạm Hữu Duyệt là một sĩ quan ưu tú, gan dạ và đã từng tham dự nhiều trận chiến khốc liệt ở các chiến trường Bắc, Trung và Nam Việt, và đã 3 lần bị thương tích trầm trọng. Lần thứ nhất bị đạn bắn vào tim, lần thứ hai bị đạn ghim sâu vào đùi trái, và lần thứ ba bị thủng màng tay trái do áp lực của những tạc đạn liên hồi nổ trên trận chiến. Điều hy hữu nhất là ông bị địch quân bắt sống và đã may mắn được thoát chết trong đường tơ kẻ tóc trong lúc chúng đang sửa soạn đưa ông ra hành quyết, thì máy bay quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến giải cứu nên chúng đã bỏ chạy tán loạn. Đơn vị công binh do ông Phạm Hữu Duyệt chỉ huy đã đóng góp trong công trình xây dựng bệnh viện vì dân. Bệnh viện này đã được khánh thành vào cuối năm 1971, là một bệnh viện dành cho người nghèo nhưng được trang bị đầy đủ dụng cụ y khoa tối nhất, tối tân nhất vào thời bấy giờ, thể theo chủ trương và tâm huyết của bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Trước năm 1975, Trung tá Phạm Hữu Duyệt đã được điều động phục vụ tại Tập kho Long Bình thuộc Tổng cục Tiếp vận Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày 30 tháng 4 75. Ngày 30 tháng 4 75, ông Duyệt rời Việt Nam trong giờ phút cuối cùng bằng tàu buông Miller, trong lúc vợ ông là bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp và con gái 88 tuổi Phạm Thị Kim Chi cùng cha mẹ vợ đã được trực thăng Hoa Kỳ bóc ra hạm đội trước đó, nhưng ông đã quyết định không cùng đi với gia đình vì danh dự và trách nhiệm vẫn còn tại tổng kho Long Bình. Sau thời gian bị chia cách, gia đình ông đã được đoàn tụ tại căn cứ Subic B Phi Luật Tân như là một phép lạ, vì trước đó gia đình đã nhận được nhiều tin đồn rằng ông đã bị Việt Cộng giết chết cùng với người anh rể của bà là ông Vũ Khiêm tại Sài Gòn. Sau khi được định cư tại thành phố Huntsville, tiểu bang Alabama,
ông duyệt làm inspector cho một hãng xây cất, nhưng vì bị kỳ thị trong công việc nên gia đình đã dọn về thành phố Newark, tiểu bang California từ tháng 10 năm 1976. Trong thời gian sinh sống tại Newark, ông Phạm Hữu Việt đã làm việc cho Whitman School District từ năm 1976 đến năm 1995. Sau khi đã hưu trí vào năm 1995, ông Việt làm việc bán thời gian với tư cách là huấn luyện viên cho chương trình tập luyện Tai Chi cho những vị cao niên ở miền Bắc và Nam California. Đặc biệt, ông đã hy sinh toàn thời gian với tâm huyết của mình để tiếp xúc và giáo huấn các em thiếu nhi phạm pháp trong vai trò cố vấn thiền nguyện tại San Leandro Juvenile Hall từ năm 1997 đến năm 2012. Cũng trong thời gian này, ông cũng là mục sư thiền nguyện trong các hoạt động về tôn giáo và xã hội và đã tích cực yểm trợ tiền bạc cho chương trình cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Chính ông và gia đình đã tình nguyện nhận nuôi hai thương binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Huế và Tây Ninh hàng năm. Ông Phạm Hữu Việt là người hòa nhã, khiêm tốn, đam mê thể thao, trồng cây cảnh và sẵn sàng dấn thân giúp ích bất cứ ai trong tinh thần của một hướng đạo sinh. Ông Phạm Hữu Việt đã được Chúa gọi về ngày 18 tháng 12 năm 2023 tại Fremont, Hoa Kỳ, hưởng thọ 92 tuổi, trong niềm đau buồn và thương tiếc vô vàn của gia đình, thân bằng quyến thuộc và những bằng hữu xa gần. Trân trọng. Tại ông Phạm Hữu Việt mà tôi thường gọi là chú Duyệt, tại vì chúng tôi cũng rất là gần với nhau. Tôi sống ở vùng Bay Area này khoảng gần 15 năm. 5 năm trước khi tôi đi giờ đi Seattle năm 2016 đó, thì tôi có thời gian để gần với là chú Duyệt rất là nhiều. Hầu như là mỗi tuần hay là mỗi hai tuần một lần tôi đi ra ngoài uống cà phê, đi công viên, trò chuyện, thỉnh thoảng đi nhà hàng. Chú kể về cuộc đời của chú, chú kể về công việc của chú, hầu là Chúa với lại các hội thánh rồi với lại làm tuyên quý của trong cái chỗ trại giam của mấy em thanh thiếu niên đó. Tôi cảm ơn chú, tôi xem chú giống như là người cha vậy đó. Nhưng mà chú là người rất là kính trọng, biết được vai trò của quý đầy tớ Chúa, mặc dù biết là trẻ là con của mình, kể như con của mình, nhưng mà chú luôn luôn kính trọng chúng tôi và có cái chia sẻ tâm tình rất là cảm động, và tôi rất là quý chú. Cho nên khi nghe tin chú về với Chúa thì một phần thì cũng buồn là không còn gặp chú nữa, nhưng mà vui là sẽ tương lai sẽ gặp chú lại ở trong thiên đàng như là Chúa hứa cho những người đọc tin Chúa. Cho nên tôi trước khi chia sẻ lời Chúa thì cũng đại diện cho gia đình xin kính lời phong ôn với lại cô, với lại gia đình của Kim Chi, gia đình của huấn viên ở đây, cũng như toàn thể quý thân bằng quý thuộc. Xin Chúa an ủi, xin Chúa cảm ơn Chúa cho chú được tấn trọng tốt lành và xong cuộc đua như lời Chúa dạy. Bây giờ chú đang hưởng được sự sống về đời ở bên cánh bóng toàn năng của Chúa. Cảm ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà chị em, một lần nữa tại ơn Chúa chúng ta có mặt sáng hôm nay. Trước hết là chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, bởi vì Thiên Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại toàn năng, là đấng đã dựng nên trời đất, dựng nên con người chúng ta và cho phép chúng ta sống những ngày tháng ở trên đời này. Tạm bỡ thôi, cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta có một cái chương trình để celebrate. Chúng ta đến đây cái an táng là cái nơi có thể nhiều cái hình cũng đau buồn. Tuy nhiên, đối với chúng tôi là niềm tin trong Chúa thì chúng tôi rất là vui đến đây để mà mừng cái cuộc đời đã được tấn trọng, có nghĩa là giữ vững được cái niềm tin của mình ở trong Chúa cho đến cuối cùng và không còn có phải đối diện với sự đau thương, khó khăn, thử thách, bệnh tật của đời này nữa, mà bây giờ đang hiện diện cùng với lại ba ngôi Đức Chúa Trời ở trên thiên quốc như Chúa đã hứa cho chúng ta, những người tin nhận Chúa. Tôi rất là hân hạnh được giữ phần chia sẻ trong buổi sáng hôm nay và thành thật cô cảm ơn cô Diệp với gia đình cho tôi cái vinh dự ngày sáng hôm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Thì cảm ơn Chúa, cô chú Diệp là những người không phải chỉ là
tin Chúa, tin mến Chúa thôi, nhưng mà cái tấm lòng hầu việc Chúa rất là tận tụy trong các hội thánh mà chúng ta đã được nghe, cũng như là trong trại tù của em thanh thiếu niên trong những năm tháng về hưu nữa, chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên là Chúa có hứa như thế này: hễ ai yêu mến Chúa đó thì Ngài sẽ ban ơn cho con cháu cả ngàn đời. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục sẽ cho con cháu của cô chú yêu mến Chúa và tiếp tục hầu việc Chúa, để nhìn thấy sự chúc phúc của Chúa không phải chỉ cho con của mình thôi, nhưng mà cả ngàn đời, có nghĩa là hết thế hệ này cho đến thế hệ kia. Kính thưa quý vị, chúng ta nhóm nhau tại đây sáng hôm nay để tưởng niệm nhớ lại cuộc đời của ông Phạm Vũ Duyệt, con dân Chúa. Chúng ta đến đây cũng nhiều thông mừng quyến thuộc, chúng ta cảm ơn Chúa rồi đó. Khi chúng ta đến dự cái tang lễ của một người con dân Chúa thì như thường tôi có hai cái cảm xúc đó. Cái cảm xúc thứ gì thì là buồn. Buồn không phải là chúng ta sẽ không gặp Chúa Duyệt nữa, không phải là như vậy. Nhưng mà với những cái tình cảm, với những cái gì đó chúng ta sống tạm trên đời này, chia sẻ với nhau đó, và chúng ta không còn nữa, thì có chút xíu buồn như vậy thôi. Nhưng mà vui, vui đó là tại vì Chúa Duyệt đang ở trong sự hiện diện của ba ngôi Chúa Trời ở trên thiên quốc, và chúng ta sẽ có một ngày nào như Chúa hứa cho tất cả những người tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Thì khi chúng ta mãn phần này, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, không phải cho ông gặp lại Chúa Duyệt thôi, nhưng mà tất cả những người thân của chúng ta và những người bạn của chúng ta là những người tin Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Đó là một cái điều vinh hạnh ở đây, thưa các bạn chị em. Cho nên Kinh Thánh lời Chúa được chép ở trong sách Khải Huyền. Được chăm xét trong sách Khải Huyền đó, thì lời Chúa dạy cho chúng ta là từ rài phước thai cho những người chết, là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sao. Cho nên cảm ơn Chúa là cơ đốc nhân hay là những người tin theo Chúa Giêsu thì không có niềm vui nào trên đời này có thể sánh bằng. My teacher, she's my piano teacher and she has the loveliest voice. So she will sing for all of you and my dear beloved husband. Amazing grace, how sweet.
Gratitude to each one of you coming here. And I know Phil is looking at each one of you and he wished to speak to each one of you how much he loves you all. And thank you so much for coming and bid farewell with the rest of the family. Trước hết, tôi xin đa tạ tất cả quý thân bạn, quý thuộc, quý thân hữu từ các hội thánh Tin Lành, Catholic Charities, San Leandro, Trại Quẻ Huấn miền Bắc Cali, quý niên trưởng và tất cả những đồng đội đã cùng chung vai góp sức với người con đất Việt ly hương tại Hoa Kỳ từ năm 1975. Cùng với chúng tôi tiễn biệt người anh, người cha, người ông ngoại, ông nội của gia đình. Ông đã từ trần tại Common Destiny ở Fremont. Vào cái tuổi 92, ông đã xong cuộc chạy trần thế và chu toàn trách nhiệm người chiến binh trong thời loạn cũng như xây dựng đất nước trong thời bình. Bề trên cũng đã ban cho gia đình chúng tôi trọn vẹn 25 năm hưu hạn đầy phước hạnh với con cháu. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất, xin quý vị vui lòng miễn thứ. Và xin mạn phép theo lời trăn trối của Duyệt, em vâng lời Duyệt, ngày hôm nay rất là khó khăn. 51 năm cùng nhau chia sẻ ngọt bùi và cùng chung chính nghĩa với quê hương và tha nhân. Ông Duyệt đã yêu cầu tôi thay mặt để chia sẻ. Thành ra tôi mạn phép quý vị niên trưởng, quý vị mục sư và tất cả những quý vị đại diện ở trong cộng đồng là tôi chỉ là một người phụ nữ khiêm nhường vâng lời anh Duyệt để tôi sẽ chia sẻ về cuộc đời như anh đã yêu cầu. Cảm ơn Duyệt. Thank you. So I would ask every one of you please just close your eyes and we're gonna have a few seconds to silently think about Phil and also reflect of his life on you personally.